Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã lại tiếp tục quay trở lại với channel DAVG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game bắn súng sơn màu ở trong Roblox. Đấy, một tựa game mà chúng ta sẽ bắn ra những cái màu như kiểu là tưới cây với các bạn ạ. Một trong những trò chơi bắn súng cực kỳ hay và đang được đánh giá khá là cao. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em làm tí hành gà trong cái tựa game này nha mọi người. Đấy, trong tựa game này nó giống như kiểu là chúng ta tưới này đấy chưa. Bắn ra những cái màu, ui con đấy, chạy qua này, ui trời. Úp mặt vào sông quê mà không thèm bắn mình anh em ạ. Ủa, cái gì đây? Sao người từ đâu cứ vụt qua để cho mình ăn đây nhở? Lạ thật. À, anh em ạ, tưới này, tưới này. Ui, cái đạn này nó có độ rơi nhất định nha, hay phết anh em ơi. Đây, làm tí sniper đi anh em. Ui, game này có cả 6 nòng này mọi người ơi. 6 nòng này súng bắn zombie chứ sao lại bắn người ra. Thôi làm tí sniper đi. Hôm nay là mình dự định là sẽ chỉ chơi khẩu súng ngắm thôi. Đấy, làm tí súng tỉa anh em ạ. Ui, thề luôn cái game này từ nãy giờ cứ có mấy cái thằng nó vụt qua mặt nó. Ấy là đứng đâu? Anh bạn này. Anh bạn này thấy chưa? Cao thủ sniper này đùa. Ui con này. Chạy đi đâu cú? Chạy đi đâu cú? Trời ơi. Ui cái gì đây? Anh bạn này chơi móc lốp ạ. Vai trưởng. Ok. À bấm 1 là quét radar nha anh em. Bấm 1 là quét radar nhìn từ xa nha. Thế thì hay nha. Bấm 1 quét radar này là ok đấy. Rồi hết ván luôn. Nói chung là trong ván sau mình sẽ cố gắng mình đạt top 1 nha mọi người. Anh em có thể nhận được dương này. Top 1 có thể được nhận dương và mở ra skin súng các thứ. Hay phết. Và bây giờ nó sẽ cho chúng ta chọn chế độ chơi, chọn map. Thôi chọn map khác đi, cứ chọn cái map đấy làm gì. Trời ơi, nó lại chọn cái map đấy à. Chúng ta sẽ chuyển sang một server mới nha. Server kia nó bắn bị lặp lại map thì chơi hơi chán đây. Và server mới, ui, map tuyết này, đẹp chưa. Ui, cái gì? Ui, đâu vậy? Game này chả hiểu kiểu gì, người cứ ra trước mặt thôi. Ui, trông này. Mà mình cầm sniper ấy, kiểu gì không cần ngắm vẫn bắn được người anh em ạ. Úi xồi ơi, chạy đâu. Ok à, có con đứa này đứng ngắm cảnh này. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ đặt súng máy ở đây. Đó. Xử nó súng máy ơi. Xử vào đó. Ui. Súng máy này bá thực sự đấy. Úi xồi. Quả súng máy bá đạo thực sự anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ quét radar nha. Một con này. Kìa bên kia, bên kia, bên kia có người bên kia. Ủa đồng chưa? Đồng chưa? Ủa cái gì ấy? Thanh niên cái cầm của 6 lòng móc lốp đằng sau ạ. Không sao sao. Móc lốp với chúng tôi này. Quét radar. Chạy đi đâu? Đâu con sâu? Game này móc lốp nhiều thực sự anh em ạ. Nó không kiểu bắn thẳng mặt nhau ấy. Nó kiểu cứ móc nhau thôi. Kiểu cứ bắn đằng sau lưng nhau ấy. Nên là chơi nhiều lúc nó hơi kỳ. Nói chung là thằng nào móc lốp được nhiều là thằng đấy. Ôi giời, nhảy này. À đấy, đấy. Chưa kịp nhìn thấy nó thì nó bắn luôn rồi. Cố gắng phải đặt súng máy ra bảo kê anh em ạ. Không có súng máy bảo kê khó chơi đấy. Này. Có súng máy bảo kê thì mới chơi được anh em ơi. Ok. Thằng bên này. À chạy vào đấy à. Quét radar. Ừ lên cao này sướng này. Lên cao này bắn sướng này. Nhảy đi đâu. Ê. Kinh công hả anh bạn. Ây sao. Nói chung là phải cố gắng đặt súng máy ra thì mới chơi được anh em ạ. Không có súng máy bảo kê khó chơi lắm. Đấy. Súng máy. Thằng nào tới gần là nó sẽ nói chung là nó sẽ bắn luôn bảo kê mình. Chạy này. Chạy này. Chạy đi đâu. Game này chủ yếu là móc lốp nhau hay sao ấy anh em ơi. Game gì cứ chạy bắn đằng sau lưng nhau thôi. Không thấy mặt đối mặt mấy gì cả. Nói chung là từ nãy giờ mình cũng chả bắn mặt đối mặt với thằng nào mấy cả. Đấy. Nó cứ chạy chạy xong nó bị mình bắn. Ok. Đâu người đâu, ui đông chưa. Đông này. Đông này. Là súng máy ra bảo kê. Đông này. Nào đây ơi. Đấy đứng đứng chỗ này là hợp lý này anh em này. Đấy đấy bọn nó nhảy nhảy đằng xa. Mình sẽ ngắm mình bắn nó luôn. Đấy có thằng ở đây này. Chạy đâu. Ok chúng ta làm rất tốt. Úi xồi ôi. Farm kill như rất mượt luôn anh em ạ. Đấy đấy đấy. Đấy đấy. Súng máy mình đặt ra bắn. Thằng nào chạy tới gần bắn nó luôn. Đây có thằng ở đây này. Giết nó luôn. Giết luôn này. Và cái radar nhìn xuyên tường của game này nó cũng bá cơ. Cái radar nhìn được xuyên tường thì chơi nói chung là nó không cân. Giống như kiểu bật hack ấy anh em ạ. Đấy nhìn mình nhìn được bọn nó khi bọn nó ở xuyên tường. Ở đây đây. Hai thằng này. Đặt thêm quả súng máy nữa.
Đó, ba quả súng máy thủ đây luôn. Sao mà đỡ được. Chạy qua là súng máy mình xử luôn. Đấy, đấy đấy, nó hồi sinh ra kia đó. Hồi sinh này. Đấy, hồi sinh này. Từ nãy giờ chưa chết luôn anh em ạ. Từ nãy giờ đứng đây chưa chết mạng nào này. Ui ôi, rồi chết rồi đấy. Nào ném quả bom thì đấy chết luôn rồi. Thôi xong rồi. Có thằng vừa top rồi. Không ổn, không ổn, không ổn. Phải mau chóng xử vào đó. Ôi ôi, cho xong rồi. Top 2 à. Trời ơi, top 2 là không được nha. Phải top 1 chứ. Không được, không được, không được, không được top 2, không được top 2. Phải top 1, phải top 1. Nhanh, 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 giết người, nhanh, giết người, nhanh. Top 1, top 1, top 1, mình cần top 1. Chúng ta cần top 1. Nhảy lên. Trời ơi, top 2 anh em ạ. Không hiểu sao nãy đang thấy top 1 tự nhiên. Mà thôi, top 2 cũng được, tại mình vừa mới vào server này mà. Vừa mới vào mà leo được lên top 2 là kinh rồi. Đấy, nó cho chúng ta nhận dương và chúng ta mở ra skin súng nhanh nhé. Giống như kiểu là sơn màu ấy. Nào, chọn map gì hay hay tí nào. Map này đấy. Map cuối này đấy. Map cát này đi này. Trời ơi, chọn cái map cát này đi. Quay súng. Rồi, được ngay quả sniper hồng. Ok luôn. Đây, làm quả skin súng hồng luôn. Nào. Ôi sao vừa vào map này đã 37 thằng. Thằng top 1 đã 37 kill rồi. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là mình có thể vượt được nó. Thằng top 1 hiện tại đang 40 kill luôn anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cố gắng chúng ta bay thẳng đến top 1 nha. Ôi ôi, bắn chuẩn trượt này. Úi xời. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Sao mà đỡ được. Quét radar phát. Ui đông chưa. Server đông chưa. Đấy. Server khá đông anh em ạ. Server này là khả năng là farm kill sướng này. Một thằng, hai thằng, ba thằng trắng. Ai à. Ba thằng là mình nha em ơi. Thằng thứ ba là mình luôn ạ. Một thằng, hai thằng. Móc lốt làm sao được. Ba thằng, ok. Bốn thằng. Thằng thứ năm đâu. Năm thằng này. Ai à, chạy đâu. Sáu này. 7 này. 8 này. Ok. 9 này. Đặt thêm súng máy đi. Không có súng máy là bọn nó không bảo kê được mình đâu. 10 này. 10 này. 11 này. 11. Úi giời, nó nhảy đi rồi. 11. Ok, 11 thằng rồi. 12 đâu. 12 này. 13 này. Ui, có súng máy bảo kê sướng thực sự anh em ạ. Mà ở game này nó có quét radar này, bắn phê thực sự luôn. Ok, đang leo thẳng lên top rồi. Cố gắng leo top 1 cái anh em ơi. Không biết mình đã giết bao người nữa, chắc tầm 20 nha. 21 này. 22 này. 22 này. Ây à. Đang đếm cừu tự nhiên. Đang đếm cừu tự nhiên có thằng. Ui, ui dồi, ui dồi. Ui dồi. Đúng chưa. Hồi sinh ra cái chỗ quá đông quá nguy hiểm. Ôi ôi. Đông vậy trời. Game này nói chung là anh em nên đặt súng máy bảo kê nếu mà anh em chơi sniper nha, kiểu như mình. Đấy. Mình đặt súng máy bảo kê và mình có radar thì mình quét những cái thằng đấy. Bởi vì nếu anh em không có súng máy bảo kê thì anh em sẽ khó chơi đấy. Đây 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 đây. Đây. Đấy, súng máy nó sẽ bảo kê những cái thằng nó tới gần mình. Khá hay. Ok, chúng ta đang 57 kill. Nào nhá, đừng bảo game này lại top 2 nha. Không vua về gì đâu. Ôi cái thằng này. Ôi giời ơi. Cứ chết đi à. Đây góc đẹp anh ơi. Góc trên này đẹp. Góc trên này là săn người sướng này. Ok. Quét radar. Đấy đứng trên này bắn người sướng luôn này. Hợp lý này. Ok. Dưới này luôn. Chạy đi đâu. Chạy. Chạy với chúng tôi. Rồi. Ui cái thằng top 1 hơn 100 kill rồi ạ. Sao nó leo lên hơn 100 kill nhỉ. Nhanh vậy. Từ nãy giờ tính ra mình giết bao người ý. Không hiểu sao thua cái thằng đấy ạ. À, vẫn phải cố gắng nha. Chúng ta còn hơn 1 phút để leo lên hơn 100 kill. Liệu có thể được không nhỉ. Không muốn làm vua về gì đâu. Vua về gì là dở đấy.
phá mấy cái súng ra của bọn nó anh em ạ. Nói chưa phải phá súng vào nó. Ok. Ui giời, nhiều súng máy thế. Mấy thằng này nó đặt súng máy khắp nơi anh em ơi. Khó rồi. Nói chung là mình không chơi từ đầu, mình vào giữa chừng nên cũng khó leo top. Kiểu mình vào lúc bọn nó được mấy chục kill rồi ấy. Với cả không hiểu nó bắn cái kiểu gì mà sao nó leo được hơn 100 kill rồi. Trong khi mình bắn nhanh như vậy mà. Đây, bên này này. Bên này này. Như bắn ruồi vậy anh em ạ. Bắn như bắn ruồi luôn đấy chứ. Ok, bên này này, đặt súng máy ra. Ui giời, sắp trượt. Ôi ôi, góc này có vẻ an toàn này. Nhưng mà góc này khá ít người để bắn. Ôi thiếu người quá, thiếu người để săn quá. Kiếm góc đẹp đẹp kìa anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt súng máy ra. Khó rồi, 30 giây thì chắc khó leo top 1 rồi. Thôi cứ bắn đi. Nói chung game này anh em thấy đấy, vào chơi sniper trò này rất là sướng. Nhưng mà gặp mấy quả súng máy này chịu rồi. Đấy. Rồi. Rồi. Rồi khỏi ngắm luôn. Khỏi ngắm luôn. Nhảy đi đâu có sâu. Đây mấy cái súng máy mấy thằng nó đặt này. Phá súng máy các kiểu. Phá súng máy hình như là sẽ được thêm 5 kill nha. Úi xời. Rồi lại vua về nhì thật rồi anh em ơi. Nói chung là game nó hôm nay vào nói chung là không phải từ đầu ván ấy, nói chung là hơi đen. Còn mấy cái thằng nó leo top nhanh quá anh em ạ. Thôi nếu anh em thích video này đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Đấy, hẹn gặp lại mọi người vào trong những video lần sau nha.